Theo hãng tin AT chia sẻ trên mạng xã hội Chusoso hôm 14 tháng 10, ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris, nội dung đã được biên tập rất nhiều mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như là bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe, bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump, hơn bà Harris 19 tuổi, ông hiện là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023 nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7 là thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Mới đây, văn phòng cảnh sát trưởng quận Riverside, bang California, Mỹ, cho biết Fred Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm 12 tháng 10 ở Coachella, bang California. Miller bị bắt với một khẩu súng ngắn sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dùng lượng lớn. Cảnh sát cho biết Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát những vật dụng này đủ khác biệt để gây báo động, và cảnh sát có lẽ đã ngăn chặn được một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ông Trump. Theo mô tả của cảnh sát, Miller là một công dân có chủ quyền, nghĩa là một nhóm gồm những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, tin rằng chính phủ không thể thực hiện quyền lực hợp pháp đối với họ. Miller còn là thành viên của Đảng Cộng Hòa đã đăng ký, có bảng thạc sĩ của Đại học California, Los Angeles và đã tranh cử vào Hội đồng tiểu bang Nevada vào năm 2022. Tuy nhiên, người này không xác nhận hay phủ nhận rằng anh ta có ý định ám sát ông Trump. Nghi phạm 49 tuổi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5.000 USD và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1 với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép. Ông Trump đã sống sót sau hai vụ ám sát trong 3 tháng qua. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã thoát chết trong căng tấc tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7 khi một viên đạn bắn từ khoảng cách khoảng 150 mét sượt qua tay ông tay súng đã nổ súng từ một mái nhà không được mật vụ bảo vệ, khiến một người tham dự cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và làm bị thương hai người khác trước khi bị một tay súng bắn tỉa bắn chết. Vụ ám sát thứ hai diễn ra tại sân gôn của ông Trump ở West Palm Beach, Florida vào tháng 9. Một tay súng nhắm vào ông Trump từ phía sau bụi cây đã bị các mật vụ phát hiện và bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Routh, đã không thành công khi cố gắng gia nhập vào quân đội Ukraine vào năm 2012 và sau đó bắt đầu một kế hoạch tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Kyiv. Các đặc viên tình báo Mỹ cáo buộc Iran đã tìm cách nhắm mục tiêu vào ông Trump, trong khi Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Tehran rằng ông sẽ coi một cuộc tấn công vào ứng viên tổng thống là một hành động chiến tranh. Trong cuộc trao đổi hôm 19 tháng 9, nghị sĩ bang Florida Matt Gaetz cho biết gần đây ông đã gặp một quan chức của Bộ An ninh Nội địa người đã nói với ông rằng có ít nhất 5 nhóm trong nước đang nhắm đến việc ám sát ông Trump. Ba trong số các nhóm là từ nước ngoài, có liên hệ với Ukraine, Iran và Pakistan. Hai trong số đó là các nhóm trong nước và điều đó đòi hỏi phải có lực lượng bảo vệ, vốn không được bố trí xung quanh cựu tổng thống ngay bây giờ. Sau hai nỗ lực ám sát ông Trump trong những tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump đã liên lạc với Nhà Trắng và cơ quan mật vụ để yêu cầu thêm nguồn lực quân sự trong việc bảo vệ ứng viên tổng thống. Khi được hỏi về thông tin trên, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông đã chỉ đạo các nhà chức trách cung cấp cho ông Trump tất cả những gì ông ấy cần. Như thể ông Trump là một Tổng thống đương nhiệm, miễn là ông ấy không yêu cầu máy bay chiến đấu F-15. Yêu cầu về nguồn lực quân sự bảo vệ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, bao gồm máy bay và phương tiện để phục vụ cho hoạt động đi lại của ông Trump, giữa các sự kiện vận động tranh cử và mở rộng quy định về hạn chế bay tại nhà riêng và các cuộc meeting của ông. Đối thủ tranh cử của Tổng thống Trump, Kamala Harris, được lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ với tư cách là phó tổng thống và sử dụng máy bay quân sự Mỹ được chỉ định là không lực hai. Cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ các ứng viên tổng thống xác nhận họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ cho ông Trump, thế nhưng không tiết lộ chi tiết. Một đại diện của cơ quan mật vụ cho biết, cựu tổng thống đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất, lưu ý rằng cơ quan này sẽ tiếp tục điều chỉnh khả năng bảo vệ khi cần thiết để giải quyết các mối đe dọa đang xuất hiện. Mật vụ Mỹ bị chỉ trích sau vụ ám sát đầu tiên nhắm vào ông Trump vào hồi tháng 7, dẫn đến việc giám đốc của cơ quan này phải từ chức. Kể từ đó, cơ quan mật vụ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ông Trump, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, công nghệ chống máy bay không người lái và các hệ thống bảo vệ và giám sát khác. Tháng trước, ông Trump tuyên bố có mối đe dọa lớn từ Iran đối với tính mạng của ông sau khi ông và đội ngũ của mình gặp gỡ các đại diện từ văn phòng giám đốc tình báo quốc gia. Cơ quan này từ chối tiết độ thông tin chi tiết về cuộc gặp Mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng họ đang tập trung vào các mối đe dọa thực sự và cụ thể từ Iran nhằm ám sát ông trong nỗ lực gây bất ổn và gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ. Mới đây, vào ngày 5 tháng 10, cựu tổng thống Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử quy mô lớn ở Butler, bang Pennsylvania. Đây chính là nơi ông bị ám sát hụt vào hồi giữa tháng 7 trong lúc đang phát biểu. Hình ảnh ông rơi nắm đấm, máu chảy bên má phải khi đó đã trở thành biểu tượng. Theo các nhà bình luận chính trị, việc ông Trump trở lại nơi bị ám sát có thể với mục đích tìm cách khơi lại ngọn lửa và lợi thế mà ông có được sau vụ ám sát hụt. Theo đó, chiến dịch của ông muốn gợi mọi người nhớ lại hình ảnh mang tính biểu tượng của cựu Tổng thống. Họ muốn đó là hình ảnh trong tâm trí cử tri khi đến hỏng phiếu. Trong bối cảnh khoảng 20 bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, lúc này, ngày nào cũng được coi là ngày bầu cử. Pennsylvania là một trong bảy bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump từng đổi màu Pennsylvania từ ủng hộ Đảng Dân Chủ sang Cộng Hòa hồi năm 2016 và đánh bại đối thủ Hillary Clinton, nhưng lại để thua ông Joe Biden ở bang này vào năm 2020. Theo giới quan sát, để tránh kịch bản năm 2020 lặp lại, ông Trump cần phải thu hút cử tri đi bầu tại những thành trì bảo thủ ở Pennsylvania như hạt Butler. Bà Kamala Harris, đối thủ của ông Trump năm nay, cũng đang dồn nỗ lực cho bang ở miền đông này. Việc ông Trump trở lại bắt lơ phần nào có nét tương đồng với các trường hợp lãnh đạo Mỹ bị ám sát hụt trong quá khứ, sau đó dùng sự kiện để tạo thêm lợi thế chính trị. Tổng thống Theodore Roosevelt bị nhắm bắn vào tháng 10 năm 1912 trên đường từ khách sạn ở Milwaukee, bang Wisconsin, đến nơi tổ chức vận động và thoát chết nhiều hộp đựng kính bằng kim loại cùng tập tài liệu dày trong túi. Nhưng viên đạn vẫn găm vào ngực ông, tạo ra vết thương to bằng đồng xu, máu thấm ra áo Trợ lý muốn đưa Roosevelt đến bệnh viện, thế nhưng ông kiên quyết đến sự kiện vận động và có một trong những phát biểu ấn tượng nhất lịch sử tranh cử. Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981 bên ngoài khách sạn Hilton, Washington. Ông được cấp cứu và bình phục, sau đó tận dụng đòn bẩy từ vụ ám sát hụt này để đắc cử nhiệm kỳ 2 năm 1984. Ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh xích sao tại các bang chiến trường, gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina. Trung bình kết quả thăm dò cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi cựu tổng thống chiếm ưu thế ở Arizona và Georgia. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai ứng viên đều rất nhỏ.